điều khiển cái kỹ năng và công nhân của mình móc của cả phải đảm bảo các yêu cầu cao. Theo đây thì công nhân thì cần phải có cái kỹ năng. Được đào tạo hoặc là được đào tạo. Còn gì đâu? Chúng ta đi vào lại của đơn vị của sản xuất ngoại. Đây, các bạn quyết định rõ này, trên 18 tuổi đứng như thế này. Có đủ sức khỏe này, được đào tạo. Được đào tạo bên ngoài cả hai nội dung. Phải đào tạo về chuyên môn của chúng ta. Và thứ hai là chúng ta được huấn luyện tất thể về an toàn. Các anh được cầm cái thẻ an toàn cho đọc về nhé. Ông Phúc còn ra được anh. Chưa có được theo đặc biệt là nhờ có thể cấp của các bộ phận họ nắm giữ nhưng mà bắt buộc của nguyên chất là đây phải có ấy. Mà nói chung chúng ta phải để xem. Để học cái gì mà tôi được đáng được. Có hết khổ hoa cái này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái kéo tay này của anh cũng chỉ có kiểu thế này thôi, không thôi gì cái sao thôi. Đúng rồi. Quy trình kiểm định với thiết bị nâng bao giờ cũng có ba cái dung không tải này, tải tính này, tải được. Đây là nguyên lý bất định bất kỳ như thế nào. Thế thì không tải nên kiểm tra bóc mỏ chiều lên xuống thì nó quay nhắm cái khác vân vân, dò đến cái khác. Từ tải tính này của anh nó bằng bao nhiêu? Ví dụ cái này là 1 tấn. Đúng rồi, được rồi. 1.25 mm FVK. Tải tính của anh. Từ tải đâu? 1.15. Có những trường hợp cái gì nâng dặn cái thang máy thì thử 1. Được rồi. Thế thì tùy theo quy trình kiểm định ta sẽ lựa chọn cái thằng này. Thế thì bây giờ chúng ta phải từ cái cấu tạo hoạt động của cái đối tượng của chúng ta mới quyết định khi mà chúng ta kiểm định hay kiểm tra thì chúng ta kiểm tra cái gì. Cái này của anh nếu như 3 ngày anh kiểm độ kéo như này anh chỉ thỏa mãn được một yếu tố, đấy là anh thử khóa cái móc mỏ. Còn chiều dài đoạn trích của anh 4 mét thì anh có dài đấy trích 4 mét đâu mà anh kiểm được cái gì, đúng không ạ? Do vậy khi cái quá trình của anh làm việc anh phải dài hết giải trích của anh ra anh mới tới vật nâng, thì cái đoạn phía trên này của anh không được kiểm như này, nó có thể đứt mà chúng ta không biết đó là. Thế do vậy là với thiết bị nâng thì khi thử tải của chúng ta là hết chiều dài làm việc của các học sinh. Ví dụ như hát nâng của các anh là bằng 4 mét theo tài liệu kỹ thuật, và khi hạ hết móc xuống của anh là 4 mét thì có thử tính từ đầu cái thử không tải anh phải thử hát bằng 4 mét. Đúng không? Anh có thể kiểm tra cho anh bằng phương pháp này, nhưng anh cũng phải có một cái bước nào đó để thử như này. Đúng không? Ít nhất là 1.25 ở đây thì 1.25 không tải đa phần cái tải sẽ tải. Vì với tải như vậy các anh không thể đứng thì nó đông đưa rất ít. Và lên cái chiều cao của ban của chúng ta là không phải quá cao như cổ trụ cổng trụ. Vì do vậy cái tải mà cái trọng lượng không tăng quá nhiều. Anh đi chỗ này. Tải của mình. Thế còn thì là chúng ta đến cái nội dung tiếp theo là móc mỏ thế nào cho các sĩ trả trả lời cho chúng biết. Cái tiếp theo là cái quy trình đến đối với quan sĩ khám tay thì nó là quy trình 13. Chúng ta làm việc với đối tượng này thì các anh đi đọc qua cái này một rất ngắn thời gian của đối tượng này thôi, nó khoảng tầm 10 năm dòng, đúng không? 10 năm dòng. Do vậy là khi mà chúng ta là anh em chúng ta mà có cái biểu hiện chúng ta khác thì chúng ta dở cái cùng có làm như nào mà cái nào mà chưa hết một bước thì ta có thể trao đổi bằng cái biện pháp nghiệp vụ về bản thân tôi phải kiểm soát được bàn giải cách quá trình. Bây giờ đối với phần ba nghiệp là chung như vậy sang phần ba nghiệp như thế nào video là chúng ta đã xem rồi. This video will walk you through some of the operation and safety procedures for your Champion 880-pound electrical system. Make sure to read your operator's manual and become familiar with all the safety and operation guidelines. Make sure that your hoist is located in a well-lit indoor space with enough clearance on all sides for safe operation. Ensure that the hoist is connected to an appropriate, properly grounded power. The proper connection of the power supply or grounding can result in electrical shock. To the charting. This video will turn 80 pound electrical system.
sure to read your operator's manual and become familiar with all of the safety and operation guidelines. Make sure that your hoist is located in a well-lit indoor space with enough. Tất cả các anh ở đây có cái bao nhiêu nào? Bao nhiêu rất là nào? Để chỉ một tay. Bên của bên mình toàn là chiếc kết. Công tác như thế nào đó? Cái này chúng ta phải trao đổi nhau, sẽ cho cái này một chút nhé. Nếu như đắp trên cầu trụ, quá như ở trường của trường hai trên bằng kia, anh có hai cầu trụ trên đấy nó là cái này, thì nó là óc là nó là cái này. Ở cái trên của nó là anh ở hai kia là có, nó là cầu trụ dầm đôi và cầu trụ dầm đơn. Ở trên đấy nó không gọi là khoan, nó gọi là xe con. Được chưa? Chúng ta phải phân biệt rất rõ đấy. Thế còn cái khoan của chúng ta nó treo hay là anh trên dầm thì cặp lại, anh đứng ở cái vị trí này. Nó không còn khả năng khi mà có tải nhé. Bản chất là khi có tải nó không có khả năng dịch chuyển theo các phương. Được chưa? Nó chỉ có tác dụng nâng cao phương nhà lực. Còn khi có tải mà di chuyển được theo các phương, đúng không ạ? Thì lúc ấy nó không còn gọi là bao. Mặc dù cấu tạo nó y xì với nhau, cũng là cao như thế này. Nó khác nhau cái này một chút xíu để mọi người lưu ý vậy. Khi nâng tải, khi có tải, nó chỉ ở đúng một vị trí, nghĩa là có tác dụng của anh xuống. Dùng cơ cấu kẹp cáp hay là móc treo thì tùy. Dùng biên, dùng cơ xích hay là cáp, nhưng phải thoải mái lên xuống như này. Khi có tải rồi, không di chuyển theo phương cáp thì anh bạn ấy mới được xếp vào đó. Còn di chuyển được thì nó không còn gọi là bao nhiêu. Khi đấy nó tính liên hợp với dầm thì nó lại sang cầu trục hoặc cầu trục gì đó theo đối tượng kia. This video will walk you through some of the operation and safety procedures for your Champion 880 pound electric hoist. Make sure to read your operation. Ensure that the hoist is connected to you. Anh lưu ý đây, chúng ta cũng có phải một cái vấn đề giá trị này. Cái ổ cắm của chúng ta này, có ba chân. Trong đấy là hai chân đấy là một pha, một cái của anh là mới nhất thiết bị. Và ở đây là chỉ số của chúng ta về cái lớp thiết bị này về bên chờ chúng ta cũng phải nắm được. Anh có nhớ là bao nhiêu vô nhỏ bao nhiêu không? Cái này chúng ta cũng nhớ một chỉ số sau này đo cái để chúng xét và cái việc lớp thiết bị nó sẽ có giá trị của nó là nhỏ hơn 4 ohm đúng không? Các đơn của anh trọng lượng ví dụ là
thì chúng ta tôi tăng lên 4 lần 400 lên xuống chúng ta tôi thấy nó thêm 3 thôi chúng ta tôi nghĩa là chúng ta tăng cái tài trọng của mình mất nó sẽ giảm xuống. For single line operation, the maximum rated load is 440 pounds. Always ensure that the load is positioned directly underneath the hoist and connect the support hook directly to the load, or use properly rated hoisting sling, chain, or shackles if needed. The safety clasp on the support hook must fully close to lock the hook in place. For loads above 440 pounds, use the pulley hook to double wire the cable line and raise the maximum rated load capacity. To do this, anchor the support hook to the designated support pole. Here we go. That's a mark of the the backside of the hoist frame. Then remove the R pin and retaining bolts from the pulley hook. Remove the nuts and bolts from the pulley hook. Place the pulley assembly onto the wire cable. Then securely reattach and tighten the nuts, bolts, retaining bolts, all washers, and R pin. Confirm that the pulley is fully aligned with the cable, and test the small load on the pulley hook to make sure the connection is secure and the roller is properly aligned. Once the load has been properly connected, always start the lift and inspect all connections to confirm that the hoist can handle the load. The stop bracket is set up to automatically shut down the hoist as the line locker begins to pull up upwards. Do not reposition or remove the line locker. It is there to prevent damage to the spring.